quay nè. Tôi là Mỹ Hạnh à. Đây là đâu nhỉ? Nhà hàng biển đúng không? Giáo biển. Giáo biển đấy, hai bà xuôi này nhá. Vợ béo nhá. Đây là bà cái phòng này. Đúng rồi. Chồng là chủ chi. Vợ chủ chi. Đây. Cùng cái nào? Cô Hoàng. Nào đâu? Nào mà... Này đi đâu đây? Đi đâu? Đây là đây. Đi đâu đây? Đây là nhà giáo biển nhá. Nhà giáo biển nhá. Hai bà nhá. Thì rất là vui luôn. Bên ngoài thì là rất là đông nhưng mà trong này thì một kim tư của mình phòng này là phòng VIP đấy, VIP 4 đấy, đùa VIP 4 mà còn 2 thì người ta bố trí 2 mà 2 mân đây ạ. Ở đây chỉ có 1 mân 5 người.